Diễn viên Puka tiết lộ muốn trở thành người phụ nữ đảm đang để giữ chồng. Tôi rất thích những chương trình nấu ăn bởi vì tôi luôn mong muốn trở thành người phụ nữ đảm đang. Với tôi đó chính là bí kíp để giữ chồng, diễn viên Puka chia sẻ. Diễn viên Puka và Suni Hạ Linh xinh đẹp và tươi tắn khi cùng xuất hiện trong chương trình nấu ăn, đầu bếp của những ngôi sao, được cầm trịch bởi đầu bếp nổi tiếng thế giới Jack Lee. Diễn viên Puka lại nổi bật với chiếc váy đen trễ vai gợi cảm. Nữ diễn viên còn để kiểu tóc ấn tượng vừa trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng. Với vai trò là những dẫn dắt trong chương trình, không chỉ dạy nấu ăn, siêu đầu bếp Jack Lee còn kết nối để nghệ sĩ chia sẻ nhiều hơn với khán giả về chuyện đời, chuyện nghề. Jack Lee chia sẻ, tôi về Việt Nam khoảng 5 năm. Tôi đã tham gia nhiều chương trình về ẩm thực, giới thiệu đến khán giả những món ăn của mình. Với chương trình này, tôi được giao lưu nhiều hơn với các nghệ sĩ, giúp khả năng giao tiếp tiếng Việt của tôi cũng ngày càng tốt hơn. Puka và Suni Hạ Linh là hai nữ khách mời đến với chương trình từ những tập đầu. Tuy nhiên, quan điểm của cả hai người có sự khác biệt về việc nấu ăn ngon. Suni Hạ Linh chia sẻ, tôi là một người rất mê ăn. Khi đến chương trình tôi đã khiến cho mọi người khá bất ngờ về khả năng nấu ăn và khả năng ăn của tôi. Tôi thật sự rất vui khi học được món ăn rất ngon và được phối hợp giữa hương vị Việt Nam và nước ngoài. Trong khi đó, diễn viên Puka lại cho biết, tôi rất thích những chương trình nấu ăn như thế này để mình có thể biết nấu được nhiều món ăn ngon, bởi vì tôi luôn mong muốn trở thành người phụ nữ đảm đang. Với tôi đó chính là bí kíp để giữ chồng. Quan điểm về việc nấu ăn ngon của diễn viên Puka cũng là quan điểm chung của đa số những phụ nữ chọn cuộc sống gia đình làm trọng tâm, mong muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng sự đảm đang và chu đáo của mình.